tiên triều, tiếng mèo mèo mèo. Anh chị em đã từng nghe đúng không? Nên chúng ta phải dùng cái sự nhanh nhạy, sự của con mèo à, chúng ta phải cao bắt những cái bài trục này. Đúng không ạ? Chứ con mèo là con trục nè, con trục là con mèo. Hai con biết trèo, hai con nó biết nhảy. Nó chạy rất nhanh, nó chạy vòng quanh. Mèo nhanh hơn trục thì trục làm sao sánh bằng. Thích con mèo con trục nè, hai con trục là con mèo. Hai con khác loài mà hai con nó khác khẩu. Tiếng trục tiên chiêu, tiếng mèo mèo mèo. Mèo đẩy nè bắt trục thì trục làm sao tranh mèo. Thích con mèo là con trục nè, con trục là con mèo. Hai con biết trèo, hai con nó biết nhảy. Nó chạy rất nhanh, nó chạy vòng quanh. Mèo nhanh hơn trục thì trục làm sao sánh bằng. Thích con mèo con trục nè, hai con trục là con mèo. Hai con khác loài mà hai con nó khác khẩu. Tiếng trục tiên chiêu, tiếng mèo mèo mèo. Mèo đây nè bắt trục thì trục làm sao tranh mèo. Mèo đây bắt trục thì trục sao mà tranh mèo. Rồi sao mới tránh được.